Xin chào các bạn, tôi là Phạm Hương Anh, năm nay 18 tuổi và đến từ thành phố Hà Nội. Nhắc đến thủ đô Hà Nội, nghìn năm văn hiến, chắc hẳn các bạn sẽ luôn luôn liên tưởng tới những danh lam thắng cảnh này phải không ạ? Tuy nhiên, điều ấn tượng với mỗi du khách khi đến Hà Nội còn là thế giới ẩm thực đường phố vô cùng phong phú và mang đậm hương vị truyền thống của người Tràng An như phở, bún thang, bún chả. Nhưng hôm nay, Hương Anh muốn giới thiệu với mọi người bát bún ốc, món khoái khẩu của Hương Anh. Hương Anh tự hào là một cô gái Hà Nội, cố gắng giữ gìn những nét truyền thống xưa, nhưng cũng không quên cập nhật cũng như nâng cao bản thân để hội nhập với các bạn bè khắp năm châu. Một cô gái trẻ, năng động, tự tin, hòa đồng là hình ảnh mà Hương Anh đang hướng tới. Và đó cũng chính là hình ảnh mà Hương Anh sẽ mang tới đến với cuộc thi Miss World Việt Nam năm nay. Hương Anh quan niệm rằng không có một thước đo nào có thể đưa ra tiêu chuẩn sắc đẹp của người phụ nữ, bởi vì vẻ đẹp của chúng ta không nằm ở ngoại hình, nó nằm từ nội lực từ bên trong. Vẻ đẹp của tri thức, vẻ đẹp của lòng trắc ẩn. And because I believe that I am a beauty with a purpose. Vượt giới hạn, chạm đam mê cùng Tito Plus nha. Hãy cùng đồng hành và ủng hộ Phạm Hương Anh xuống màu xanh 404 tại cuộc thi Hoa hậu thế giới Việt Nam 2023.